chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó, quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Nọng là cách thường gọi vùng mỡ thừa xuất hiện ở vùng nào trên cơ thể? Cằm, chân. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Câu thành ngữ nào sau đây không có hàm ý chỉ sự may mắn? Chó ngáp phải ruồi, mèo mù vớ cá rán, vắt chanh bỏ vỏ. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Thành ngữ nào dưới đây miêu tả công việc diễn ra thuận lợi? Khôn nhà dại chợ, mặt hoa ra phần. Phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 phút, thưa quý vị. Khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Đâu là tên một môn học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở nước ta? Tin vui. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ Nhật trong Nhật thực có nghĩa Hán Việt là gì? Mặt trời. À, hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta, thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt? Trung trực, trung trực, trung trực. D, hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. Đáp án D, hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Hoàn thiện một câu nói nổi tiếng trong bộ phim Người Phán Xử. Ba chấm là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng. Phương án C, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 phút, thưa quý vị. Khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta, thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Hỏi
Xin mời. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Món thịt gà luộc thường được ăn kèm với loại lá nào sau đây? Lá tía tô. Phương án D. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó, thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Xin mời anh vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Địa danh nào sau đây không nằm ở Huế? Chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, núi Ngự Bình. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đồ chơi nào không xuất hiện trong bài hát Tạm biệt búp bê phổ thơ của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn? Hỏ trắng, búp bê. Gọi đi. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Tôi xin trợ giúp. Đáp án D. Hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 4. D. Hoàn toàn đúng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Thưa quý vị, người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Xin mời. À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án D. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án A. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án A. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Trên bia mộ hiện tại của nhà khoa học nào được trang trí mô hình hệ mặt trời? Nicolas Copernic, Isaac Newton, Steve. À, riêng với câu này thì câu trả lời. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10.
Xin mời câu hỏi số 10. Xin nhờ máy tính bỏ giúp tôi hai phương án sai. Câu B. Riêng với câu này thì câu trả lời A. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi, có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú.